bản chất thật của đời sống là ba yếu tố này nó vận hành rất nhiều. Ba yếu tố này nó có thể chiếm đến 80% con người của chúng ta. Tức là cái phần con và phần người á thì cái phần con nó chiếm vô cùng nhiều. Đó là lý do vì sao mà các bạn bị để cái miếng mỡ trước miệng là các bạn phải ăn. Mỡ trước miệng mèo á, và chúng ta sinh ra trong thế giới này là sinh ra trong thế giới của lòng tham. Thế giới này là thế giới của tham dục, của tham ái. Người cha và người mẹ, người nam và người nữ vì một cái cái sự đáp ứng lòng tham. Mặc dù cái lòng tham này là hai người thỏa mãn lẫn nhau nhưng bản chất nó vẫn là lòng tham. Và người con được sinh ra hiếm các bạn nào mà sinh ra đứa con mà trên nền tảng của người nam và người nữ không tham nhau lắm hiếm lắm nha hầu hết của chúng ta là sinh ra từ cái cái ô màu đỏ cái chữ tham thì cái ô tham này này nó lại sinh ra từ tâm si nên người ta mới nói là tình yêu là si mê tình yêu là si mê có ai các bạn lên trên mạng search tình yêu tỉnh táo enter xem ra bao nhiêu kết quả. Tình yêu si mê enter xem ra bao nhiêu kết quả. Tôi đảm bảo tình yêu tỉnh táo chắc chỉ được vài chục nghìn kết quả còn tình yêu si mê nó ra vài chục triệu kết quả. Nên cái lượng người mà yêu nhau mà thực sự tỉnh táo là hiếm, còn hầu hết chúng ta yêu nhau trên nền tảng của si mê của tâm si nha. Yeah đặc thù của tâm si là thiếu hiểu biết thiếu trí tuệ không cần biết đúng sai phải trái làm gì không cần biết thích là được a dua là được còn không cần quan tâm gì đến đúng sai phải trái cả rồi nhờ cái tâm si này nó vận hành mà các bạn sinh ra tâm tham Thì Tâm Tham có 3 cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là nắm kéo về. Các bạn lưu ý nha, đặc tính thứ nhất của Tâm Tham là kéo về. Đây để tôi bật lên cho các bạn xem. sao bật được ta? Đây. Tham có 3 đặc tính. Kéo về. Các bạn nhìn nhá, nó có đặc tính kéo về đó là lý do vì sao chúng ta cứ tích chữ rất nhiều thứ tích chữ đến mức độ thiên nhiên cạn kiệt chúng ta vẫn tích chữ thiên nhiên chết chúng ta vẫn cứ tích chữ vậy có phải là tâm tham nó dính với tâm si không chúng ta tham ma làm đến cái mức độ mà chúng ta giết luôn cả cả đất, cả đất mẹ cũng bị giết luôn thì có phải là tham nó dính với tâm si rất mạnh không Đấy. Kéo về sở hữu, chiếm đoạt hết tài nguyên thiên nhiên. Để rồi trái đất không còn tái tạo được nữa. Rồi chúng ta chết chùm với với nhau. Thì đấy có phải là si mê không? À. Rồi khi chúng ta kéo về sở hữu. Thì nó có đặc tính thứ hai. Đó là đặc tính dính mắc và lệ thuộc. Các bạn mua được một con điện thoại xịn. Các bạn sở hữu được nó thì các bạn có xu hướng đắm chìm vào nó dính mắc vào nó các bạn quen được một cô bạn gái một anh chàng bạn trai dễ thương các bạn dính mắc các bạn nghiện ngập đắm chìm vào cô bé đó vào anh chàng đó nhưng đặc thù này đặc thù của tâm tham này là nó có dịch chuyển đối tượng người ta hay gọi là lòng tham vô đáy dịch chuyển đối tượng có a rồi lại đòi b có a rồi lại đòi b lòng tham vô đáy lưu ý nha chỗ này đấy các bạn để ý những anh chàng sở khanh lấy vợ về dù vợ rất đẹp nhưng sau nửa năm thế anh ta có bổ nhí đây là có phải hiện tượng có a lại đòi b không mặc dù cô bồ không đẹp bằng mình nhá nhưng mà lòng tham vô đáy nó đòi mãi à đến cơ quan nó đòi một cô đi công tác nó lại đòi cô khác về nhà nó lại đòi cô cô khác về nhà có vợ thì thôi nhưng bước ra ngoài đường nó sẽ đòi cô khác đến quán bia ôm nó lại đòi cô khác nó có được a rồi lại đòi hỏi b đây là đặc thù của tâm tham các bạn mà không hiểu cái đặc tính này của tâm tham thì các bạn sẽ bị người ta lừa đặc thù của những anh chàng sở khanh ở bên cạnh các bạn nịnh giỏi không chiều giỏi không nói ngọt không tặng quà khéo không rất khéo và anh cha anh chàng đó dùng đúng cái chiêu đó với mọi cô gái khác Nắm được A rồi nó sẽ nắm sang B Cứ yên tâm Các bạn ngây thơ cứ nghĩ anh này lấy về mình về Anh ta sẽ trung thủy là các bạn ngây thơ Một nghìn người Sở khanh các bạn lấy về Thì được một hai người chuyển thành trung thủy thôi Còn hầu hết là tính sở khanh tiếp tục lập lại Non sông dễ đổi bản tính khó rời tâm tham là thuộc về bản tính không phải một đời đâu nha các bạn nhiều khi nó nhiều đời rồi tiến trình của tâm tham muốn hài lòng khởi điểm là chúng ta có một mong cầu nho nhỏ khởi sinh do chúng ta tiếp xúc chúng ta tiếp xúc một cái gì đó đẹp một cái gì đó xịn và cách muốn hài lòng một cái mong cầu nó bắt đầu nó khởi sinh thì cái muốn hài lòng này nó vận hành một hồi thì nó sinh ra cái thích cái ái chúng ta bắt đầu thích cái sự vật hiện tượng đó khi mình thích cái hiện tượng đó thích cái sự vật đó thì chúng ta có xu hướng đòi hỏi sở hữu nó đòi hỏi sở hữu một thời gian mạnh lên dần mạnh lên dần nó sinh ra dính mắc và mắc kẹt dính mắc và mắc kẹt vào đối tượng. Một ngày đẹp trời, đối tượng vùng ra không chịu dính mắc, không chịu trói lại. Dính mắc ôm ấp mắc kẹt chính là một dạng tù tội về tâm thức đấy. Họ không muốn bị tù tội, không muốn bị quản thúc như vậy nữa. Họ vùng thoát ra và chúng ta tìm cách chiếm đoạt về trở trở lại. thì đỉnh điểm của chiếm đoạt về trở lại chính là giết hại ác độc với nhau nên các bạn để ý hai vợ chồng đánh ghen nhau nó có giống cái tiến trình này không có phải ban đầu là các bạn thích nhau đúng không đầu tiên là tiếp xúc sơ bộ có cái sự mong muốn hài lòng Sau đó bắt đầu tiếp xúc một thời gian bắt đầu thích Thích một thời gian các bạn bắt đầu sở hữu nhau Đi chơi chung với nhau, ngủ chung giường với nhau Về lấy nhau, đi sở hữu nhau Sở hữu nhau rồi dính mắc ôm ấp, mắc kẹt vào vào nhau Mắc kẹt vào nhau nhưng một thời gian á, Lòng tham nó không có dừng lại Lòng tham nó đảo chiều, nó có A lại đòi B Nó đảo chiều thì nó sinh ra sân Nó chán Rồi nó lại nắm một cái đối tượng khác Chúng ta tìm cách chiếm đoạt về Chiếm đoạt về có phải là tâm sân không? Chiếm đoạt về là, là tâm 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 thắm Những ẩn chìm là chúng ta bắt đầu giận rồi không? Rồi chúng ta ác độc Chúng ta giết hại nhau Chúng ta gọi là những vụ đánh ghen thế kỷ đấy Những vụ đánh ghen thế kỷ đấy Tại sao tụi nó yêu nhau thế, thề thốt nhau thế mà cuối cùng tụi nó đánh ghen, tụi nó lại đi tạt axit vào nhau. Thậm chí có những cặp nó còn chặt ra chín khúc, nó vứt ở chín cái thùng rác. Mà tại sao trước đây hai năm nó yêu nhau ghê thế? Vậy theo các bạn đấy bản chất là tình yêu hay bản chất đó là tình tham? Cách đó hai năm nó thề sống thề chết với nhau, nhưng sau hai năm thì nó tạt axit vào nhau. Vậy nó là tình yêu hay nó là tình tham? Tức là không phải là tình yêu đâu, vì bản chất của tình yêu là sự cho đi chứ không đòi hỏi nhận về. Các bạn hình dung ha. Bản chất của tình yêu là cho đi chứ không cần nhận về. Còn bản chất của tình tham là tôi phải sở hữu anh. Tôi phải sở hữu cô. Các bạn hình dung chưa? Nó phải sở hữu, nó phải chiếm hữu nhau, nó mới thỏa mãn. Tranh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h